Vâng, xin chào tất cả mọi người, rất vui được gặp lại tất cả mọi người trong video ngày hôm nay. Và hiện tại thì chúng ta đang xuất hiện trên đường Hoàng Văn Thụ nha mọi người. Cái con đường này thì xuất hiện khá là nhiều trên kênh của Thi rồi. Tuy nhiên thì thường thường là ban ngày thôi, không có vào ban đêm. Thì hôm nay thì chúng ta sẽ đi thử một đoạn con đường này vào ban đêm nha. Để xem thử là so với ban ngày thì ban đêm ở đây thì sẽ có cái điều gì nó thú vị hơn ban ngày không ạ? Đây cái quán cà phê Harmony đây, quán này khai trương lại nè mọi người, đã thay đổi thiết kế. Để hôm nay 16 rất là nhiều nhà. Bây giờ thì đang thực hiện cũng các bác nha mọi người. Giờ là khoảng 6:30 nên là chủ yếu thì trên đường là mọi người trở về nhà, nếu mà trong thời gian đi làm hoặc là đi ăn uống một quán cà phê thì nghĩ thì hôm nay sẽ khá là vắng lắm. Hôm nay là chủ nhật nha. Tương đối lớn đó mọi người, đi cảm giác lạnh luôn. Nối dài của Hoàng Văn Thụ này, đường hơi nhỏ, đi cảm giác cứ phải hơi chật chật đó. Ở đoạn này thì quán xá ít, hơi tối đúng không ạ? Cuối đoạn đường này thì có mấy quán nhậu lắm. Đêm thì ở những khu vực có nhiều quán nhậu, quán ăn nó mới gọi là sầm uất được. Kinh doanh các sản phẩm khác thì nó chắc hạn chế hơn về cái độ sôi động. Nhiều khách hàng. Có một điều khá là thú vị chỗ đây, đó là lên đây có một cái thiên viện, còn bên cạnh là một quán nhậu chuyên về hàng nước. Đấy, thì không biết là các vị sư ở đây mình sẽ tu như thế nào, thì liên tục có những mùi thịt ảnh hưởng. Đôi khi thật khó đúng không ạ? Đây là đoạn cuối này, hết nhà rồi nha. Sắp tới chắc chúng ta sẽ rẽ vào khu vực Nguyễn Tất Thành để xem vào cái giờ cuối ngày như thế này. Chưa vào đêm thì cuối chiều chưa vào đêm vì là cái sinh hoạt của nhân như thế nào. Để dọc cái bầu xe của chúng ta thì có quán để mà uống nước nhậu nha mọi người. Bây giờ thì chắc là công viên ở đây chưa có người đâu, tại đang giờ ăn mà chưa tới giờ đi chơi. Đây, quán nhậu nè. Gió thế này thì nó sẽ hơi vắng. Gió thì người ta sẽ tập trung chủ yếu vào những khu vực quán nước nó kín gió, ngồi cho nó ấm áp. Ta đang vào đường Nguyễn Tất Thành nối dài.
khu vực này thì đường rộng và ít quán xá ở mặt tiền, chủ yếu là cơ quan thôi, nên là đi rất là thoải mái luôn. Lưu lượng xe cũng đông nhưng mà nó không có bị gần nhau á, đi lại nó cũng tương đối thoải mái. Quanh những tòa nhà hội nghị này và cái quảng trường sân bay á, là tối thời điểm này rất là nhiều người, nhiều cư dân Quy Nhơn nha, đi tập thể dục. Nên ai mà có mong muốn tập thể dục thời điểm này đi bộ á, thì ra mày khu vực này hòa vào dòng người rất là sôi động luôn, sâm tụ luôn, đi kiểu như đã có không khí á, đi rất là thích thú. Thường ngày thì nếu như mà con gái mình không có bị ngủ muộn như hôm nay thì sẽ ra ngoài đi dạo, nhưng mà hôm nay thì thấy ngủ chưa dậy nên mình đi dạo một mình nè. Hôm nay người đi bộ ít rồi, chắc có lẽ là đột nhiên trời trở lạnh, nhưng mà có này nha mọi người. Video này thì chắc chúng ta sẽ chạy đến quảng trường thì chúng ta sẽ dừng, chúng ta sẽ tiếp tục quay các con đường khác ở video sau nha. Thì siêu thị thì lúc nào nhạt nhẽo, nó rất là hoành tráng này, đông đúc luôn, đặc biệt là ngày cuối tuần như thế này. Phải thì sẽ đến với lại khu vực chợ đêm Quy Nhơn nha. Đây, mình ta đi qua chợ đêm tí rồi hoặc là quảng trường cũng được. Là chợ đêm thì phải gửi xe đi bộ vào nó mới ra cái không khí chợ đêm được hôm nay. Nhưng mà mình chỉ đi lướt qua thôi nha. Chợ đêm này thì có hai cổng vào, một là bên đường Lê Duẩn của Bảo này, một là chúng ta sẽ qua bên đường Diên Hồng nha mọi người. Trái chúng ta sẽ vào được cái đường Diên Hồng. Đây mọi người thấy cái đường Vũ Bảo không? Đường này ăn uống bây giờ vui lắm á. Nhưng mà đường này ngắn quá mình sẽ không chạy đâu. Diên Hồng mà ra quảng trường nha. Nếu thuận tiện ở ngã 6 thì quay tiếp luôn khi mà tôi vượt qua đi ở trong đường Xuân Diệu. Tuy nhiên thì nếu mà phức tạp quá thì mình sẽ dừng video và quay ở phần sau nha. Đấy mọi người, khu vực này nha, đây là cái cổng của chợ đêm. Lát nữa khoảng 8 giờ mọi người, dọc cái đoạn mà chúng ta vừa đi qua là quán nhậu sẽ rất là đông, và theo kinh nghiệm của mình thì nữ ở khu vực đó nhậu còn nhiều hơn nam. Thực ra là gọi vài chai ra ngồi nói chuyện, nhưng mà đợt mình đi ngang qua toàn thấy nữ nhiều thôi, nam ít, hàng nam tìm ở khu vực khác rồi.
ta sẽ thực hiện ôm vòng xoay nha. Ôm cái vòng xuyến này, cầm một tay quay một tay đi xe máy thì khá là cẩn trọng tí. Khu vực quảng trường thì bây giờ là một cái công trường nhỏ, rồng thì đã được di chuyển rồi nhưng mà vẫn chưa thực hiện hoàn tất, nên là nó sẽ có những cái hình ảnh rồng chính và rồng phụ chúng ta vẫn còn thấy ở đây. Để những các cái rồng con thì đã được di chuyển rồi, và bây giờ làm cái công trường xây dựng lên cái biệt thự nhà tiện chế bằng gỗ thì những cái sự kiện khác. Cho bên này thì hoa vẫn chưa được chuyển đi, chứ có lẽ hoa bên này sẽ lâu hơn. Đây, cái công trường rất là nhộn nhịp. Cái phần đang thi công thì sẽ được bao lại để đảm bảo an toàn cho các em nhỏ vui chơi. Mọi người thấy không, ngoài này thường là nơi vui chơi của các em nhỏ này, cần phải rất là cẩn trọng. Ok, sẵn đây ta đi luôn xuyên diệu một đoạn nha, để xem thử cuối tuần thì Xuân Diệu có đông vui không. Ngoài đó thì kiểu như là một mặt biển nên nó sẽ hơi gió một tí. Đây, chiếc xe ngựa ở đây. Ai đi xe ngựa Quy Nhơn thì mình cứ ghé qua đây liên hệ nha, đi cho nó khác khác bình thường tí. Nhìn về là đón chắc là Xuân Diệu cũng không đông lắm đâu. Nhiều khi mình cảm giác Xuân Diệu nó không có tập trung và đông đúc bằng cái đoạn đường Vũ Bảo luôn á mọi người. Mặc dù là cuối tuần là xe ở đây rất là nhiều ở ngoại tỉnh này, trong tỉnh và ngoại tỉnh ở khu vực này. Bốn tám Đắk Nông, 86 ở đâu nhỉ? Mình quên mất tiêu rồi. Đây, khu vực này. Đúng là quán nhậu này đẹp, đúng là sân trưng. Chúng ta rõ ràng mình nhìn nhận là có quán thì đông, có quán thì không đông lắm. Đúng rồi, có kẻ vui, người buồn nha mọi người. Đây thì ai mà đi du lịch một mình cũng không lo lắng lắm. Ta cứ đi ra ngoài đi dạo thì sẽ có rất là nhiều các bạn nam nữ vẫn đi dạo một mình. Đấy, ta có thể làm quen và cho mình một cơ hội để kết nối. Khu vực này đông vui hơn hẳn rồi nè. Cái quán thì khách hè thì có vẻ thu hút nhiều hơn, tại vì nó giá cả nó cũng sẽ nhẹ nhàng hơn một tí, bởi cái tiền thuê mặt bằng nó không có. Đối với những cái quán nhà thì như thế rồi, những quán nhà thuê thì giá đồ ăn nó sẽ được cộng thêm cái giá mặt bằng nữa. Đây là gió cực lớn luôn, không biết là khi mà vào video thì có làm mọi người khó chịu không nha. Đây là một cái tế mình coi gió khu vực này, tượng đài của chúng ta. Đây có một cái khách sạn mà nó bị lùi vào trong khá là đẹp nha mọi người. Mọi người có thể là tham khảo thử. Đúng là khá là vắng khách nha mọi người. Thì sẽ xin phép dừng video ở cái đoạn quảng trường chiến thắng của chúng ta nha. Đây.
ba quán hải sản gọi là lớn nhất trên con đường mà. 4 quán luôn nha mọi người, liên tiếp nhau, rất là nổi tiếng trên đường Xuân Diệu. Trước đây cái dùng từ lớn nhất, tuy nhiên thì khi nhớ ra thì khu vực này ở đoạn núi Xuân Diệu cũng cao, cái hệ thống lớn hơn, không được mấy khách bay mà thế là ok. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video nha, và Thi xin kết chuyện video ở đây. Chúc cho tất cả mọi người có một buổi tối thật là vui vẻ và an lành bên người thân của mình nha.